Rồi nay em có về iPhone 16 Plus nha. Cái iPhone 6 Plus 16GB nha. Không lộn. À, máy đẹp ha. Máy có tặng ốp lưng ha. Rồi. 16GB em bán giá 1 triệu 2 nha. Nè, em quay kỹ cho xem luôn rồi nha. Tặng ốp lưng trong. Máy này cũng được 80% ha. Pin này, để em test pin nha. Đưa em test pin nha, em chưa coi. Chín mươi ba phần trăm pin này là pin zin của nó luôn ha.